Xin được chào mừng Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử thiện tín cùng toàn thể các bạn đã đến với chương trình truyền hình Phật giáo Quảng Nam VCB số 13. Chương trình do Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam thực hiện với sự đồng hành của hệ thống thời trang trẻ FM Style, phát định kỳ hàng tháng trên website phatgiaoquangnam.com. Lời đầu tiên, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin gửi lời kính chúc đến Chư Tôn Giáo Phẩm, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, quý ban ngành, ban trị sự các huyện, thị xã, thành phố, Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử thiện tín cùng toàn thể các bạn luôn an lạc. Trong chương trình lần này, chúng tôi xin giới thiệu đến toàn thể quý vị những nội dung chính như sau. Chư Tăng Ni toàn tỉnh kiết giới an cư trong 3 tháng hạ. Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh làm việc tại huyện Nông Sơn. Phật giáo tỉnh Quảng Nam thăm trường hạ. Phân ban đi giới tỉnh tổ chức khóa bồi dưỡng giới luật. Phân ban thanh thiếu nhi Phật tử tỉnh tổ chức khóa tu mùa hè lần 4. Phân ban Phật tử dân tộc triển khai tổ chức khóa tu dành cho giới trẻ khu vực miền núi Quảng Nam. Phần cuối chương trình là cụm tin tức Phật sự tại địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Hàng năm theo lời Phật dạy, trong 3 tháng hạ, Chư Tăng Ni tập trung về một trụ xứ để kết giới an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi đạo hạnh. Thế theo truyền thống ấy, vào sáng ngày 11 tháng 6, Chư Tăng trong tỉnh đã tập trung về hai trú xứ Tổ đình Tịnh Độ thành phố Tam Kỳ và Tổ đình Trúc Thánh thành phố Hội An để tác pháp kiết giới an cư. Sau khi lễ tổ tại tổ đường, Chư Tôn Đức đã làm lễ đối thú, tác pháp an cư, xướng giới tướng của nội ngoại giới, khai chuông bảng và thực hiện nghi thức quá đường với bữa cơm lục hòa ngày đầu tiên. Trong suốt 3 tháng, ngoài những thời khóa tụng kinh, bái sám, hành thiền, Chư Tôn Đức trong ban chức sự đạo tràng còn tổ chức giảng dạy về giới luật, oai nghi và Phật pháp căn bản nhằm nuôi dưỡng tinh thần lục hòa, trang bị cho chư hành giả những kiến thức trên các công tác Phật sự. Đạo tràng an cư tại Tổ đình Tịnh Độ thành phố Tam Kỳ dành cho chư tăng ở các huyện phía Nam Quảng Nam tham gia kết giới an cư tu học có 98 tỳ kheo, 6 sa di và 8 điệu. Tại đây, chư tăng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Duyên, thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam làm chứng minh đạo tràng, Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự kiêm Phó Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh làm thiền chủ. Đạo tràng an cư tại Tổ đình Trúc Thánh thành phố Hội An có 101 tỳ kheo, chúng sa di và điệu có 23 vị. Chư tăng cũng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Hành Chơn, Hòa thượng Thích Hạnh Trí làm chứng minh đạo tràng, Hòa thượng Thích Hạnh Niệm làm thiền chủ. Trước đó, vào ngày 10 tháng 6, chư ni trong toàn tỉnh cũng đã kiết giới an cư tại 3 địa điểm: đạo tràng chùa Bảo Thắng thành phố Hội An có 101 tỳ kheo ni, 16 thuốc sa mana, 23 sa di ni, 10 điệu; tại đạo tràng chùa Châu Phong thị xã Điện Bàn có 14 tỳ kheo ni, 4 thuốc sa mana, 4 sa di ni và 2 điệu; và tại đạo tràng chùa Sư Nữ Diệu Quang thành phố Tam Kỳ có 20 tỳ kheo ni, 5 thức xoa mana và 15 điệu. Sáng ngày 24 tháng 6, tại chùa Quế Phước, xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa cho sư cô Thích Nữ Đồng Châu. Đại đức Thích Giải Quảng, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Thượng tọa Thích Hành Nhẫn, Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Viên Hải, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Thắng Thiện, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh cùng ban hộ tự, đạo hữu Phật tử chùa Quế Phước tham dự. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã công bố quyết định số 160 về việc bổ nhiệm trụ trì cho sư cô Thích Nữ Đồng Châu.
do Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ấn ký. Đại Đức Thích Giải Quảng đã trao quyết định đến Sư Cô Tăng Trụ Trì. Cùng đối chư tôn giáo phẩm chứng minh, Sư Cô Thích Nữ Đồng Châu đã phát nguyện sẽ luôn thực hiện tinh thần lục hòa cộng trụ trong việc quản lý và điều hành cơ sở. Đồng thời, Sư Cô Tăng Trụ Trì cũng mong muốn đón nhận sự chỉ giáo của chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh và sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự nhiệt tâm ủng hộ của các quý Phật tử. Ban Đạo Từ, Đại Đức Thích Giải Quảng đã khuyến tấn tinh thần tu học và phụng sự của người sứ giả Như Lai đến Sư Cô Tăng Trụ Trì. Đại Đức cũng nhắc đến công tác chăm lo cho người nghèo tại địa phương và tuân thủ các quy định của hiến chương giáo hội và pháp luật nhà nước, tạo sự hài hòa trong sinh hoạt ở chốn thiền môn, đồng thời tin tưởng Sư Cô Đồng Châu sẽ phát triển chùa Quế Phước ngày một hưng thịnh. Dịp này, chư tôn đức cũng đã gửi phần quà đến chúc mừng động viên kích lệ cho Sư Cô Tăng Trụ Trì trên đường thừa hành Phật sự và phụng sự chúng sanh tại miền núi hẻo lánh này. Nông Sơn là một huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Toàn huyện có 6 ngôi chùa. Chùa Quế Phước được thành lập vào năm 1957 tại xã Quế Phước, huyện Nông Sơn. Năm 2013, được sự đề cử của giáo hội, Sư Cô Thích Nữ Đồng Châu quê quán phường Thanh Hà, thành phố Hội An, xuất gia tu học tại Ni Viện Vạn Hạnh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tốt nghiệp lớp cao đẳng Phật học khóa 5 tại trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, đã phát nguyện về đây hướng dẫn Phật tử tu học. Hơn 3 năm dưới sự hướng dẫn của Sư Cô, ngôi chùa miền núi Quế Phước đã dần đi vào ổn định từng bước phát triển. Phật tử tu tập ngày càng đông, nhiều hạng mục chùa cũng được tu sửa khang trang. Cùng ngày 24 tháng 6, tại chùa Viên Quang, xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với tập thể tín đồ chùa Viên Quang để giải quyết một số kiến nghị đề xuất của tín đồ Phật tử địa phương. Đại Đức Thích Giải Quảng, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Thượng tọa Thích Hành Nhẫn, Trưởng Ban Kiểm soát, Đại Đức Thích Viên Quán, Phó Ban Pháp chế, Đại Đức Thích Thắng Thiện, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử, ông Nguyễn Hoàng Dương, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nông Sơn, ông Trần Phương, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, ông Tôn Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quế Ninh cùng 120 đạo hữu Phật tử từ chùa Viên Quang tham dự. Phát biểu khai mạc tại phiên làm việc, Đại Đức Thích Giải Quảng tán thán tập thể đạo hữu Phật tử chùa Viên Quang trong thời gian qua đã tinh tấn tu học, dù điều kiện miền núi còn nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng vẫn phát huy đạo tràng Phật tử tham gia ngày càng đông. Đại Đức đề nghị mong rằng tập thể tín đồ Phật tử chùa Viên Quang cần tiếp tục đoàn kết, tích cực cùng tham gia xây dựng ngôi chùa Viên Quang ngày càng phát triển ổn định. Sau nhiều ý kiến phát biểu thể hiện tâm tư nguyện vọng của tín đồ Phật tử chùa Viên Quang, theo đó, chư tôn đức thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thống nhất cử ban hộ tự chùa Viên Quang bằng hình thức biểu quyết bỏ phiếu kín, chọn nhân sự gồm 5 thành viên tham gia vào ban hộ tự chùa Viên Quang nhiệm kỳ 2016-2020. Danh sách nhân sự sẽ được gửi về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh xét duyệt và ra quyết định công nhận chính thức. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hoàng Chương phát biểu đề nghị sau khi ban hộ tự có quyết định chuẩn y chính thức, cần có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương điều hành mọi Phật sự tại chùa theo quy chế hoạt động và hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đúng theo quy định của pháp luật nhà nước, giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa của quê hương, đồng thời nêu cao lòng từ bi, hướng thiện trong sinh hoạt cộng đồng của nhân dân nói chung và của các Phật tử nói riêng. Chùa Viên Quang được thành lập gần 60 năm tại xã Quế Minh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ngôi chùa nằm ở trung du miền núi, nhưng có số lượng tín đồ đăng ký sinh hoạt rất đông. Hàng tháng có khoảng hơn 200 người thuộc 3 xã Quế Ninh, Quế Phước và Quế Lộc về đây tham gia tu học, lễ bái. Thường trực Ban Trị sự, Ban Cán sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đến thăm và làm việc với 5 trường hạ trong toàn tỉnh vào ngày 27 tháng 6 vừa qua. Hòa Thượng Thích Hạnh Niệm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự, Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự, Phó Ban Tăng sự, Hòa Thượng Thích Hạnh Hoa, Phó Ban Trị sự, Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn, Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng Phân Ban Ni Giới tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự,
Ban tăng sự tháp tùng đoàn đến các hạ trường thăm hỏi và sách tấn chư hành giả an cư tại năm trú xứ tập trung trên toàn địa bàn. Được nghe báo cáo về số lượng hành giả an cư cũng như chương trình tu học trong 3 tháng hạ. Theo đó, thời khóa tu học của hành giả an cư tại các đạo tràng dành cho chư tăng ni được khép kín từ 3:30 đến 21:30, cùng với việc công phu khuya, công phu chiều, tụng kinh, kinh hành, trì chú đại bi, chấp tác mỗi nửa tháng tại mỗi trường hạ. Hành giả an cư đều có gần 2 tiếng đồng hồ trùng tuyên luật và quá đường cùng nhau đúng trước giờ ngọ. Hòa thượng Thích Hành Niệm và Hòa thượng Thích Thiện Thành đều có lời đạo từ sách tấn chư tăng ni tinh tấn tu học, cũng như có những phần quà lưu niệm đặc biệt tặng cho ban chức sự, ban lãnh chúng và đạo tràng. Cũng trong dịp này, phái đoàn đến vấn an sức khỏe Hòa thượng Thích Thiện Duyên, thành viên hội đồng chứng minh, phó chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự tỉnh Quảng Nam, thắp hương tưởng niệm giác linh nhị vị Hòa thượng Thích Chân Phát và Hòa thượng Thích Giải Trọng tại tổ đình Long Tuyền, Hội An. Ngày 18 tháng 6, phân ban địa giới tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng giới luật Tỳ Kheo Ni tại chùa Bảo Thắng, thành phố Hội An. Có hơn 250 quý ni trưởng, ni sư và chư ni đã thọ giới Tỳ Kheo Ni trong tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng về tham học. Quang Lâm chứng minh buổi lễ khai giảng có Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, luật sư khóa bồi dưỡng luật học. Hòa thượng Thích Hành Niệm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban thường trực ban trị sự, kiêm trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Thượng tọa Thích Hành Nhẫn, trưởng ban kiểm soát Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hội An. Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn, Ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng phân ban ni giới tỉnh Quảng Nam, cùng hơn 250 quý ni trưởng, ni sư và chư ni đã thọ giới Tỳ Kheo Ni trong tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng cũng về tham dự. Tại buổi lễ, ni sư Thích Nữ Giải Thiện, phó ban thường trực phân ban ni giới tỉnh Quảng Nam, cung đối chư tôn đức chứng minh phát biểu khai mạc. Theo ni sư, đây là cơ hội để chư Tỳ Kheo Ni trong tỉnh tìm hiểu giới luật Phật sâu sắc hơn, vững vàng hơn trong quá trình tu tập và hành đạo trong thời đại mới. Khóa bồi dưỡng luật học chính là dịp để toàn thể hội chúng tại đạo tràng kiện toàn thêm hành trang giới luật. Đây là cơ hội để chư ni tìm hiểu giới luật Phật sâu sắc hơn, vững vàng hơn trong quá trình tu tập và hành đạo. Qua đó cũng góp phần cho sự ổn định và phát triển của tăng đoàn ngày càng vững mạnh. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hành Niệm tán dương tinh thần cầu học giới luật Phật của đông đảo chư Tỳ Kheo Ni tỉnh nhà. Hòa thượng khẳng định, tỉnh Quảng Nam có số lượng tăng ni tu tập rất đông, đặc biệt chư ni trẻ phát nguyện về làm trụ trì hướng dẫn Phật tử tu học tại các cơ sở ngày càng tăng. Sự ổn định và tu tập đúng chánh pháp của chư ni là một đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của Phật giáo toàn tỉnh. Theo đó, Hòa thượng rất mong chư ni tinh tấn trong suốt khóa học này phải cố gắng tiếp thu những tinh ba giới luật mà chư Hòa thượng luật sư giảng dạy để hành trì, làm lợi lạc cho số đông. Khóa bồi dưỡng luật Tỳ Kheo Ni tại chùa Bảo Thắng, thành phố Hội An diễn ra trong 3 ngày, 24 tới 26 tháng 5 âm lịch. Có hơn 250 chư ni trong toàn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng tham học dưới sự tham gia giảng dạy của Hòa thượng Thích Minh Thông. Phát biểu tại lễ bế mạc, ni sư Thích Nữ Giải Thiện bày tỏ niềm tri ân đối với Hòa thượng Thích Minh Thông, tuyên luật sư khóa bồi dưỡng trong 3 ngày ngắn ngủi cũng là cơ duyên thù thắng hy hữu cho ba phân ban ni giới tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng được nghe những lời giáo giới thấm nhuần pháp ân từ Hòa thượng tuyên luật sư, những lời dạy căn bản và cốt yếu của giới luật và nền tảng cho sự tu tập giải thoát sanh tử. Khóa bồi dưỡng giới luật Tỳ Kheo Ni tại chùa Bảo Thắng đã khép lại trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người. Phân ban thanh thiếu nhi Phật tử tỉnh Quảng Nam tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ tư với chủ đề Phật giáo với tuổi trẻ. Khóa tu có 750 khóa sinh tham gia cùng tu học trong 3 ngày từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 tại chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ. Tổ chức khóa tu với mục đích
Thứ nhất là tạo cho các em có một sân chơi lành mạnh và bổ ích. Sau hơn 9 tháng ngồi trên ghế nhà trường miệt mài với những trang vở nắp bút, với những ưu tư và hội bão, những lo toan. Thứ hai là tạo cho các em gần gũi với đạo Phật, hiểu hơn về đạo Phật, hiểu hơn về chữ hiếu, sống hòa nhã, biết chia sẻ thương yêu, biết đùm bọc lẫn nhau. Và thứ ba là tạo cho các em có được những điều cần thiết để khi các em bước vào đời có được những định hướng cho tương lai đúng đắn nhất. Khóa tu năm nay được sự tham gia đăng ký rất đông của các tu sinh, trên hơn 750 tu sinh. Ban tổ chức có những lời là được sự cổ vũ và động viên khích lệ của Chư Tôn Thiền Đức Thường Trực Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Nam, và được sự chấp thuận của lãnh đạo chính quyền các cấp. Khó khăn là ban tổ chức tính toán từ rất sớm, nhưng mà năm nay là do điều kiện thời tiết không thuận lợi, trong 3 ngày qua mưa liên tục, cho nên một phần nào đó ảnh hưởng đến công việc tổ chức không được thuận tự cho lắm. Thứ hai là về mặt tài chính, do có sự hạn hẹp cho nên cũng ảnh hưởng về vấn đề tổ chức. Và điều cuối cùng là ban tổ chức mong mỏi ở các em sau khóa tu này trở về với cha mẹ, với mái nhà thân yêu của mình. Các em là một người hiếu thảo với cha mẹ, thương yêu cha mẹ nhiều hơn, và là đứa con biết siêng năng lo học hành, tạo cho nhân phẩm của con người hoàn thiện hơn. Mong các em trở thành là những người hiếu kính và biết thương yêu, là những người Phật tử chân chánh, Phật tử hộ pháp đắc lực nhất đối với đạo Phật. Quang Lâm chứng minh buổi lễ khai mạc có Hòa thượng Thích Thiện Duyên, thành viên Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Tịnh Đức, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố Tam Kỳ, Đại đức Thích Như Giải, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự, các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, quý Phật tử Mạnh Thường Quân và 750 khóa sinh tham dự. Về phía chính quyền, có đại diện Ban Dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đến dự và tặng hoa chúc mừng. Đại đức Thích Viên Phước, Trưởng phân ban Thanh thiếu niên Phật tử tỉnh, Trưởng ban tổ chức khóa tu phát biểu khai mạc. Đại đức bày tỏ niềm tri ân đến Chư Tôn Đức, lãnh đạo giáo hội tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni và các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để khóa tu được diễn ra. Đại đức nhấn mạnh, tham dự khóa tu, các em không chỉ được trực tiếp nghe những lời giảng dạy giáo lý đạo Phật, giáo lý nhân quả, đạo đức lối sống lành mạnh, lòng hiếu thảo, tình yêu thương, mà các em còn được vui chơi sinh hoạt, trau dồi những kỹ năng mềm về đời sống với tính tự lập cao, biết bảo vệ mình trước xu thế thời đại. Sự xuống cấp đạo đức đang là vấn nạn lớn với tuổi trẻ. Đó cũng chính là mục đích mà Chư Tôn Đức trong Thường trực Ban Trị sự chỉ đạo, sự kỳ vọng mà phân ban cũng như quý thầy cô trong ban tổ chức muốn hướng các em đến trong khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ lần thứ tư này. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Thông Ân, Phó phân ban Thanh thiếu niên Phật giáo tỉnh, thông qua nội quy và thời lệnh khóa tu áp dụng trong 3 ngày tu học,
Tiếp sau đó, đại diện cho 750 khóa sinh đã phát nguyện nghiêm chỉnh chấp hành thời khóa và mọi quy định mà ban tổ chức đã đề ra. Thay mặt thường trực ban trị sự tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Thành, ban đạo từ đến toàn thể khóa sinh dự khóa tu, Hòa thượng tán thán Chư Tôn Đức trong phân ban thanh thiếu niên Phật tử tỉnh đã tạo một sân chơi cho các bạn trẻ có duyên tu tập theo giáo lý Đức Phật, đồng thời sách tấn các bạn trẻ tinh tấn tu học và vui chơi lành mạnh trong suốt thời gian diễn ra khóa tu. Thật là một niềm vui lớn đối với thầy trụ trì cũng như ban hộ tự đồ hữu chùa Đồng Nguyên chúng tôi. Đây là một cái dịp mà các em về đây để tu học trong 3 ngày. Ban hộ tự cũng như đồ hữu chúng tôi rất là vui mừng và trong những ngày qua cũng hết sức là tạo mọi điều kiện từ chỗ ăn ngủ, sinh hoạt cho các em sinh hoạt thuận lợi. Và chúng tôi cũng mong rằng đây là một cái dịp để các em học tập, các em sẽ trở thành những người công dân tốt đối với gia đình, các em sẽ là người con hiếu hạnh. Và chúng tôi cũng mong rằng các em sau này sẽ làm tốt đời, đẹp đạo và làm cho xã hội chúng ta ngày tốt đẹp hơn, cũng như phát huy được cái truyền thống tốt đẹp của đạo Phật chúng ta. Dịp này, ban hướng dẫn Phật tử đã tặng bằng tuyên dương công đức đến các tập thể và cá nhân đã đóng góp tích cực cho khóa tu lần này. Sau lễ khai mạc, toàn thể khóa sinh được nghe lời chia sẻ pháp thoại của Đại Đức Thích Trúc Tín, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng, với đề tài những điều kiện căn bản để được hạnh phúc. Khóa tu kéo dài trong 3 ngày. Theo chương trình, các khóa sinh được hòa mình sinh hoạt, kết hợp giữa đời sống tâm linh, kiến thức giáo lý đạo Phật bổ ích, đốt nén tri ân, thi game show Phật Pháp, sinh hoạt theo nhóm, hoạt động vui chơi ngoại khóa, giao lưu kết bạn tình thân. Qua khóa tu này là đã đem lại cho chúng con rất là nhiều kiến thức bổ ích, đồng thời khóa tu đã tạo cho chúng con được tình yêu thương đoàn kết. Quý thầy, quý tăng ni đã nhiệt tình giúp đỡ và đã truyền trao cho chúng con những bài pháp, những kiến thức mà chúng con cần trên đường đời tương lai, chúng con cần phải nắm chặt để có thể là vững chân mà bước tiếp trước những sóng gió phong ba mà chúng con đã gặp phải. Trong những ngày qua, chúng con cảm ơn quý ngài, quý sư cô đã tận tình giúp đỡ chúng con để chúng con có thể tu tập tốt và có thể có thêm những hiểu biết mới. Chúng con xin gửi lời sám hối đến quý ngài vì trong thời gian tu tập, tuổi trẻ chúng con còn những bồng bột, chưa thật sự tu tập, chưa bước vào những khuôn phép quy tắc mà quý ngài đã đặt ra, làm cho quý ngài lo lắng và mong nhiều ưu phiền. Chúng con đi đầu đánh lễ sám hối đến quý ngài, kính chúc quý ngài pháp thể khinh ân, chúng sanh dị độ, mẹ là ánh đèn soi sáng chúng con trên bước đường tu tập. Tại buổi lễ đốt nén, Đại Đức Thích Viên Tánh, trưởng ban Phật giáo quốc tế tỉnh Quảng Nam trụ trì chùa Đạo Nguyên đã có lời khai từ, nêu ý nghĩa ngọn nén và ánh sáng của từ bi trí tuệ, tình thương đem đến sự sống và sự giải thoát. Lễ đốt nén tri ân là nhắc cho khóa sinh hiểu và biết để ghi nhớ đền đáp bốn trọng ân: ân cha mẹ, ân tam bảo, sư trưởng, ân quốc gia xã hội và ân chúng sanh vạn loài. Sau khi Chư Tôn Đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ tam bảo, những ngọn nén thiêng liêng được Chư Tôn Đức tiếp nối ánh sáng từ bàn Phật truyền đến tất cả các khóa sinh. Gần 1.000 ngọn nén được ban tổ chức phát cho mỗi khóa sinh. Nhạc niệm Phật vang lên trầm bổng, càng góp phần làm cho không gian hội trường thêm trang nghiêm và tràn đầy đạo vị. Tất cả đèn điện được tắt đi để buổi lễ tăng thêm nguồn cảm xúc và sinh động. Những ngọn nến được thắp lên tỏa mình trong đêm tối đã tạo thành một khung cảnh lung linh và huyền ảo, cầu nguyện cho quốc thái dân an, đồng thời cũng cầu nguyện tri ân cha mẹ. Ngọn nến ấy được thắp lên sưởi ấm bao tâm hồn hoang lạnh. Các bạn trẻ thầm lặng dâng ngọn nến hồng lên ngực, giọt nước mắt cứ vô tình tuôn rơi, xin một lần trong đời được nói lời cảm ơn cha mẹ. Buổi lễ thật xúc động, thật ngẹn ngào. Mỗi khóa sinh ngồi lắng đọng suy tư trở về thời thơ ấu. Các em được tắm mình trong bầu không khí thiêng liêng tri ân về cha mẹ. Hết rung động này đến rung động khác, từ cảnh ngộ này đến cảnh ngộ khác, những giọt nước mắt trên khóe mi như lời hối hận ăn năn của những người con đã từng lầm lỗi làm cho cha mẹ buồn lòng.
đắp xây thế giới. Em tên là Đặng Nhật Long, em tới từ Trà My. Là sau khi nghe thông tin là tỉnh nhỏ tổ chức khóa tu mùa hè thì em cảm thấy là khóa tu này rất bổ ích và phù hợp cho em. Vì vậy là em quyết định tham gia để bổ sung kiến thức và hiểu hơn về con người và tình yêu. Và sau khóa tu mùa hè này, em cảm thấy là khóa tu rất bổ ích, là bổ sung cho em rất nhiều kiến thức về tình yêu, con người chúng ta và tình yêu của chúng ta được cấu thành từ nhiều thứ. Vì vậy nên là chúng ta có thể san sẻ nó ra, em hiểu hơn về tình yêu với thiên nhiên, cha mẹ, con người và tất cả sự vật xung quanh mình. Trong khóa tu năm nay thì cũng như đa phần các sự kiện tập thể khác thì khóa tu cũng sẽ mắc phải một số vấn đề, và em mong rằng năm sau là sẽ có sự sàng lọc về số người tham gia và số tuổi giới hạn để tham gia cho vấn đề sinh hoạt và kiểm soát dễ dàng thực hiện hơn. Em mong rằng năm sau thì tỉnh mình sẽ tổ chức nhiều khóa tu mùa hè ở trên miền núi để những người như em, những người Phật tử như em có đam mê và có điều kiện có thể dễ dàng để tham gia vào những sự kiện như thế này hơn. Đối với Chư Tôn Đức thì em có một điều muốn nói là xin Chư Tôn Đức gửi đến tất cả muôn nơi những người sống lương thiện trong xã hội, không chỉ là những người đến lễ chùa, tất cả những người trong tâm có Phật là đều được hưởng sự an lành của Phước Phật. Trước giờ chia tay, Đại Đức Thích Viên Phước, trưởng ban tổ chức khóa tu đã ân cần nhắc nhở, động viên các em phải cố gắng học tập, biết chia sẻ tình yêu thương với những người xung quanh, đặc biệt luôn tôn kính, hiếu nghĩa đối với cha mẹ. Đại Đức cũng mong muốn các bậc phụ huynh hãy dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc đến các con của mình hơn, để các em được chia sẻ, được thể hiện tình yêu thương của mình đối với cha mẹ. Tại buổi lễ, ban tổ chức khóa tu đã trao những phần thưởng cho các em khóa sinh đạt giải xuất sắc, tặng giấy khen và tặng quà tập thể. Cá nhân tình nguyện viên trợ duyên cho khóa tu thành tựu viên mãn và đồng thời gửi lời tri ân đến Chư Tôn Đức, lãnh đạo giáo hội, chính quyền các cấp, Phật tử hảo tâm, mạnh thường quân xa gần đã quan tâm ủng hộ khóa tu lần này. Hai năm trước em cũng có làm tình nguyện viên nhiều khóa tu, nhưng năm nay được ban tổ chức giới thiệu vào làm tình nguyện viên điều phối trực tiếp các bạn khóa sinh, em cảm thấy rất vui và rất ý nghĩa. Qua việc điều phối, em thấy các khóa sinh rất ngoan và năng động, có tâm trong việc tu hành. Em mong rằng ban tổ chức sẽ tổ chức khóa tu thường xuyên hơn để cho các khóa sinh được vui chơi lành mạnh trong 3 tháng hè. Cảm thấy rất vui. Bản thân em cũng đã tham gia nhiều khóa tu nên cũng biết các công việc cần phải làm trong khóa tu, nên em đã giúp đỡ các bạn khóa sinh để các bạn ấy được tu học. Và tuy thời tiết không thuận lợi nhưng tình nguyện viên chúng em đã giúp đỡ ban tổ chức và tạo những điều kiện tốt đẹp nhất để các bạn khóa sinh có thể tu học. Xin gửi lời cảm ơn đến Chư Tôn Đức và ban tổ chức đã tạo điều kiện cho chúng con được làm tình nguyện viên để hỗ trợ các bạn khóa sinh tu học. Và gửi đến các bạn khóa sinh, các bạn từ nhiều nơi đến, các bạn có những bạn ngoan, có những bạn chưa ngoan, nhưng các bạn cũng đã về đây tu học. Em hy vọng là các bạn sẽ học được những điều hay lẽ phải từ những sư thầy dạy dỗ. Sau kết thúc khóa tu thì các bạn sẽ học lấy những điều mà được học trong khóa tu áp dụng để hoàn thiện bản thân mình hơn. Cuối buổi lễ bế mạc, Đại Đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký Ban Trị sự, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh phát biểu đạo từ biểu dương tinh thần của Chư Tôn Đức trong ban tổ chức và các khóa sinh. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn cố gắng tổ chức khóa tu thành tựu. Khóa tu khép lại, các khóa sinh lưu luyến chia tay cùng hẹn nhau gặp lại ở những khóa tu kế tiếp. Ngày 18 tháng 6, tại chùa Thạnh Mỹ, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Chư Tôn Đức phân ban Phật tử dân tộc tỉnh đã họp triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức khóa tu mùa hè dành cho giới trẻ thuộc khu vực miền núi Quảng Nam 2017. Tham dự buổi họp có Đại Đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký Ban Trị sự, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh, Đại Đức Thích Viên Hải, trưởng Ban Thông tin Truyền thông, Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh, Đại Đức Thích Thắng Thiện, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử, kiêm trưởng phân ban Phật tử dân tộc Phật giáo tỉnh,
Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các chùa tại các huyện miền núi trong tỉnh cùng quý Phật tử. Chủ tọa phiên họp, Đại Đức Thích Thắng Thiện phát biểu khai mạc cho biết, mục đích khóa tu nhằm đưa ánh sáng Phật Pháp đến vùng miền núi, tạo điều kiện cho giới trẻ khu vực miền núi có môi trường sinh hoạt, vui chơi lành mạnh, bổ ích. Tại cuộc họp, Chư Tôn Đức đã phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng và đi đến thống nhất chương trình khóa tu với nhiều hoạt động như nghe Pháp, tọa thiền, giao lưu tìm hiểu Phật Pháp, hoa đăng, pháp thoại, vui chơi giải trí lành mạnh phù hợp cho giới trẻ vùng miền núi. Đặc biệt, ban tổ chức còn tổ chức đêm văn nghệ giao lưu các dân tộc miền núi, lễ hội văn hóa ẩm thực chay, cấp phát khuyến học, phát từ thiện. Phát biểu tại buổi họp, Đại Đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh có lời động viên Chư Tôn Đức và quý Phật tử trong ban tổ chức cố gắng tổ chức thành công khóa tu nhằm tạo duyên lành cho giới trẻ miền núi có điều kiện tham gia tu học, giao lưu, chia sẻ, vui chơi trong tinh thần hòa ái và tiếp cận giáo lý đạo Phật để trở thành người có ích cho xã hội. Với chủ đề Ánh sáng Phật Pháp, đây là lần đầu tiên phân ban Phật tử dân tộc Phật giáo tỉnh tổ chức khóa tu dành cho giới trẻ khu vực miền núi, chú trọng giới trẻ ở các huyện như Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Đại Lộc, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn. Theo chương trình khóa tu được diễn ra trong 3 ngày, 28, 29, 30 tháng 7 tại chùa Thành Mỹ, thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang, dự kiến có khoảng 600 giới trẻ có độ tuổi từ 12 đến 30 tham gia khóa tu lần này. Tiếp theo chương trình là cụm tin tức Phật sự tại địa phương đáng chú ý trong thời gian qua. Ngày 25 tháng 6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã trang nghiêm tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì cho Đại Đức Thích Tâm Tính, Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện Núi Thành làm trụ trì chùa Phổ Đức, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành. Hòa Thượng Thích Hạnh Niệm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực, Ban Trị sự, kiêm trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Đại Đức Thích Giải Quảng, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Đại Đức Thích Tịnh Đức, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Đại Đức Thích Viên Hải, trưởng Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh, Đại Đức Thích Hạnh Thông, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Núi Thành, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chư Tăng Ni trụ trì các từ thiện trong và ngoài huyện Núi Thành, đại diện chính quyền huyện và xã Tam Chừ. Phát biểu khai mạc, Đại Đức Thích Hạnh Thông cho biết, chùa Phổ Đức được thành lập vào năm 1994 tại thôn Đức Bố, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Ngôi chùa ban đầu nhờ sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Quảng Thông, hiện đang hành đạo tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, quê thôn Đức Bố, xã Tam Anh Bắc. Sau những lần về thăm quê hương, xét thấy nơi đây cần có nơi thờ tự để Phật tử địa phương lễ bái tu học, nên đã vận động cố đạo hữu Lê Thị Minh phát nguyện hiến cúng đất và ngôi nhà tạm để làm nơi thờ tự lễ bái hàng ngày cho bà con Phật tử địa phương. Đến năm 2011, chùa Phổ Đức được giáo hội chính thức công nhận là cơ sở trực thuộc. Đại Đức Thích Giải Quảng đã đọc quyết định do Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam ấn ký về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Đức. Hòa Thượng Thích Thiện Thành trao quyết định đến Đại Đức Thích Tâm Tiến, tăng trụ trì. Đại Đức Thích Tâm Tiến sinh năm 1987 tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, xuất gia học đạo với cố Hòa Thượng Thích Huệ Thới, trụ trì chùa Hương Phước, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam vào năm 2003. Năm 2015, được sự đề cử của giáo hội, Đại Đức phát nguyện về chùa Phổ Đức để hướng dẫn Phật tử. Sau khi Đại Đức đã tốt nghiệp cao đẳng Phật học khóa 3 tại trường Phật học Quảng Nam, được giáo hội thỉnh mời làm ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện Núi Thành nhiệm kỳ 2016-2021.
Sau gần 3 năm, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức, ngôi chùa Phổ Đức đã dần đi vào ổn định từng bước phát triển. Phật tử tu tập ngày càng đông. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Tâm Tiến dâng lời phát nguyện, nhận lãnh trọng trách, phục vụ giáo hội, hằng dương chánh pháp, hướng dẫn tín đồ tại địa phương đi đúng tinh thần hiến chương giáo hội và pháp luật nhà nước. Đại Đức còn bày tỏ niệm ân đến Cố Hòa Thượng, Bổn Sư, ân giáo dưỡng của Thầy Tổ, ân Đần Na Tiến Thí. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Sĩ Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tam Anh Bắc đã gửi lời chúc mừng đến Đại Đức Tăng Trụ Trì và Phật tử Chùa Phổ Đức. Ông tin tưởng và mong muốn trong thời gian đến, Chùa Phổ Đức tiếp tục là cầu nối, tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương núi Thành ngày càng vững mạnh. Ban Đạo Từ, Hòa Thượng Thích Hạnh Niệm, sách tấn Đại Đức Tăng Trụ Trì cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà giáo hội giao phó. Hòa Thượng cũng gửi lời cảm ơn đến quý cấp lãnh đạo chính quyền đã tạo mọi điều kiện cho Phật giáo tại huyện Núi Thành nói chung và Chùa Phổ Đức nói riêng phát triển trong thời gian qua. Nhiều lẵng hoa và quà đã được các cấp giáo hội và lãnh đạo các cấp chính quyền gửi đến chúc mừng nhân ngày lễ bổ nhiệm trụ trì. Dịp này, Chùa Phổ Đức còn tổ chức lễ chú nguyện rốt đồng đúc đại hồng chung nặng 500 kg, thiết lễ cầu siêu chẩn tế tâm linh cô hồn, trai tăng cúng dường. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức khóa tu an lạc lần thứ tư dành cho cư sĩ, Phật tử tại gia trong toàn huyện tại chùa Duy Trung, xã Duy Trung vào ngày 1 tháng 7. Buổi lễ khai mạc có sự chứng minh của Chư Tôn Đức, Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Ban trị sự Phật giáo huyện, Chư Tăng Ni, trụ trì, đại diện chính quyền địa phương cùng hơn 300 cư sĩ Phật tử tham dự. Đại Đức Thích Như Giải, trưởng ban hướng dẫn Phật tử tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên, trưởng ban tổ chức khóa tu phát biểu khai mạc nêu lên mục đích tổ chức khóa tu cho hàng Phật tử tại gia. Qua đó, ban tổ chức mong muốn sau khóa tu sẽ giúp cho hàng cư sĩ Phật tử có điều kiện được tắm mình trong dòng suối giáo pháp và trải nghiệm đời sống tu tập, làm hành trang tâm linh trong cuộc đời. Thay mặt Thường trực Ban trị sự tỉnh, Đại Đức Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Ban đạo từ tán thán Chư Tôn Đức, Ban trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức khóa tu 2 ngày cho hàng cư sĩ tu tập. Đại Đức gửi lời tri ân đến quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp đã tạo nhiều thuận lợi cho Ban trị sự Phật giáo huyện trong nhiều năm qua, thuận lợi hoạt động Phật sự, nhất là tổ chức khóa tu trong 2 ngày diễn ra ổn định. Đối với toàn thể cư sĩ Phật tử tham dự khóa tu, Đại Đức có lời sách tấn nhắc nhở các Phật tử nỗ lực tinh tấn tu tập, tiếp thu các kiến thức mà Chư Tôn Đức hướng dẫn làm hành trang trong đời sống thực tập, tâm linh cho chính bản thân và chuyển hóa gia đình, hướng đến đời sống an lạc cho bản thân và tha nhân. Sau lễ khai mạc, ban tổ chức cũng đã cung thỉnh Đại Đức Thích Chánh Huệ, giáo thọ Trường Phật học Quảng Nam, trụ trì chùa Kỳ Viên, thành phố Tam Kỳ, đăng tòa thuyết pháp với chủ đề Tôn giả Phú Lung Na, tâm gương tu học. Đại Đức Giảng Sư đã chuyển tải đến toàn thể hội chúng một thời pháp gần gũi mà trong sáng với tinh thần cầu học rất cao của tôn giả. Muốn đạt đến con đường giác ngộ, sau thời pháp toàn thể hội chúng vô cùng hoan hỷ. Ngày 1 tháng 7 tại chùa Giác Thanh, Bình Nguyên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thân Bình tổ chức khóa tu mùa hè với chủ đề Ươm mầm tuệ giác dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên Phật tử trong toàn huyện. Quang Lâm chứng minh lễ khai mạc có Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Thượng tọa Thích Thiện Túc, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình, Chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong toàn huyện, đại diện chính quyền địa phương và hơn 700 em khóa sinh tham dự khóa tu. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Phước Hưng, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình, trưởng ban tổ chức khóa tu cho biết, hàng năm Phật giáo huyện tổ chức khóa tu dành cho thanh thiếu niên Phật tử với mục đích tạo điều kiện cho giới trẻ có cơ hội giao lưu chia sẻ sự tu tập và tiếp cận giáo lý Phật Đà. Đại diện cho hơn 700 khóa sinh đối trước Chư Tôn Đức chứng minh, tuyên thệ lời phát nguyện bày tỏ lòng tri ân đối với Chư Tôn Đức trong ban tổ chức khóa tu và hứa nghiêm chỉnh chấp hành nội quy thời khóa tu học.
đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương bà Đinh Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Bình Nguyên phát biểu ủng hộ việc tổ chức khóa tu dành cho thanh thiếu niên Phật tử, tạo cơ hội cho các em tiếp xúc với tâm từ bi của Đạo Phật, để trang bị cho các em những kỹ năng sống, thấu hiểu được đạo hiếu, làm người có ích cho xã hội. Thay mặt Ban Thường trực, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ban Đạo tự tán thán công đức Ban tổ chức khóa tu đã tạo điều kiện để cho các thế hệ trẻ Phật tử có được thuận duyên tham gia tu học. Hòa thượng còn nhắc nhở các em khóa sinh luôn tinh tấn tu học, thực hiện đúng nội quy chương trình tu học do ban tổ chức quy định và gửi lời cảm ơn các cấp lãnh đạo chính quyền huyện Thăng Bình và xã Bình Nguyên đã tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo huyện mọi hoạt động Phật sự và nhất là tổ chức khóa tu ươm mầm tuệ giác lần này. Sau lễ khai mạc, toàn thể khóa sinh được hân hạnh đón tiếp lời pháp ngọt ngào từ Đại Đức Thích Bảo Ân, Phó Ban Trị sự kiêm trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện Thăng Bình với đề tài xây dựng niềm tin. Thời pháp như một liều thuốc làm tăng trưởng sức đề kháng đến với các em, giúp các em tự mình bảo vệ trước những cám dỗ và cạm bẫy của cuộc đời. Bên cạnh đó, Đại Đức Giảng Sư cũng chia sẻ cho khóa sinh hiểu thêm về chữ hiếu trong Đạo Phật. Theo chương trình, khóa tu được Ban Trị sự Phật giáo huyện tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 âm lịch, với nhiều chương trình như văn nghệ giao lưu, ngồi thiền, nghe pháp, tụng kinh phước đức, pháp thoại, sinh hoạt vui chơi, hoa đăng tưởng niệm ân sinh thành, đố vui Phật pháp, thực tập chánh niệm tại bãi biển Bình Minh, huyện Thăng Bình. Thưa quý vị, cũng trong ngày 1 tháng 7, tại chùa Thạch Khê, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, trại họp bạn Lục Hòa 2, gia đình Phật tử huyện Quế Sơn đã diễn ra với nhiều nội dung phong phú. Tại lễ khai mạc, sau nghi thức chào quốc kỳ, Phật giáo kỳ và đoàn kỳ, huynh trưởng Quảng Duy, Nguyễn Văn Tư đọc diễn văn khai mạc trại và trao còi cho huynh trưởng Quảng An Lưu Văn Khánh, trưởng ban đời sống trại. Ban tổ chức cũng đã thông qua nội quy, chương trình hoạt động của hội trại và trao cờ lưu niệm để các đơn vị tham gia. Đại đức Thích Bảo Tuyền, Phó Ban Trị sự kiêm trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện Quế Sơn, ban đạo từ sách tấn đến toàn thể trại sinh. Trại họp bạn Lục Hòa 2 đợt này có 8 đơn vị gia đình Phật tử, các cơ sở chùa trong huyện tham gia với hơn 200 đoàn sinh. Chương trình trại diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 âm lịch, với nhiều chương trình sinh hoạt như văn nghệ, thi tiếng hát áo lam, đốt lửa trại, sinh hoạt tập thể, trò chơi lớn nhỏ. Ngày 28 tháng 5, tại hội trường Trung tâm Văn hóa xã Tâm Thành, huyện Phú Ninh, chùa An Khánh phối hợp cùng hội khuyến học xã Tâm Thành tổ chức tuyên dương khen thưởng cho các em học sinh đạt giải các cấp trong năm học 2016-2017 vừa qua. Năm nay, toàn xã Tam Thành có 77 em học sinh thi đạt giải thưởng, trong đó có 33 học sinh đạt giải cấp tỉnh và 44 học sinh đạt giải cấp huyện. Tại buổi phát thưởng, Đại Đức Thích Thông Thiện, trụ trì chùa An Khánh, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, phát biểu khích lệ tinh thần các em trên con đường học vấn và mong rằng các em học sinh trong xã nhà luôn tích cực học tập thật tốt để sau này làm người có ích cho xã hội. Dịp này, chùa An Khánh đã trao ủng hộ quỹ khuyến học tại xã Tam Thành năm 2017 với số tiền 38 triệu đồng. Sáng ngày 21 tháng 6, tại chùa Viên Minh, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, môn đồ pháp quyến Cố Thượng Tọa Thích Đồng Lý, trụ trì chùa Viên Minh đã trang nghiêm tiến hành lễ tưởng niệm và phụng tống kim quang Cố Thượng Tọa trà tỳ tại đài hỏa táng An Phước Viên, thành phố Đà Nẵng. Quang Lâm chứng minh và tham dự có Hòa Thượng Thích Như Thọ, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Hành Niệm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố, Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện, cùng đông đảo Phật tử các giới kính tiếc tiễn đưa. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Nhuận Thịnh thay mặt môn đồ pháp quyến cung tuyên tiểu sử Cố Thượng Tọa Thích Đồng Lý Tăng Viên Tịch. Theo tiểu sử, Cố Thượng Tọa thế danh Lưu Văn Nghĩa, pháp danh Đồng Lý, pháp tự Thông Nguyên, sinh năm Ất Mùi, năm 1955, tại làng Đại Phong, xã Sơn Phúc, quận Đức Dục, tỉnh Quảng Nam,
nay thuộc thôn Tân Phong, xã Quế Lộc, huyện Đông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Năm 14 tuổi, năm 1969, hồi đủ duyên lành, thượng tọa phát nguyện xuất gia làm pháp tử với cố hòa thượng Thích Hành Sơn tại chùa An Hòa, xã Xuyên Phú, quận Đức Dục, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Với bẩm chất thông minh, thượng tọa đã nhanh chóng thông thuộc kinh luật, nên được bổn sư cho thọ sa di giới vào ngày 2 tháng 8 năm 1974. Tại đại giới đàn chùa Long Tuyền, Hội An, do cố hòa thượng Thích Tôn Bảo làm đàn đầu. Sau khi thống nhất nước nhà, thượng tọa cùng bổn sư và các sư huynh đệ như thầy Đồng Nghĩa, Đồng Nguyện, Đồng Châu, Đồng Thiện, Đồng Thể, Thông Đạt trở về quê hương xã Quế Lộc, huyện Đông Sơn, tỉnh Quảng Nam để cùng với Phật tử địa phương tái thiết lại ngôi chùa Viên Minh trên nền xưa móng cũ. Với phạm hạnh thực hành đời sống tự cung tự cấp, thượng tọa cùng huynh đệ ngày đêm tham gia cải tạo ruộng hoang để duy trì đạo nghiệp. Đến năm 1981, thượng tọa được bổn sư cho thọ tỳ kheo Bồ Tát giới tại đại giới đàn Báo Quốc, tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Tân Dậu tại chùa Báo Quốc, tỉnh Thừa Thiên Huế, do cố trưởng lão hòa thượng Thích Đôn Hậu làm đàn đầu. Sau khi thọ đại giới, ngài trở về chùa An Lạc, Hội An, trong thời gian 2 năm tham cầu theo học giới luật với cố hòa thượng Thích Chân Pháp. Năm 1983, thượng tọa được bổn sư cử về lại chùa Viên Minh, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, cùng với thầy Đồng Châu điều hành Phật sự và hướng dẫn Phật tử tu học. Năm 1985, thượng tọa được bổn sư chính thức ủy thác tiếp nối tổ mạch, giáo hội bổ nhiệm thượng tọa làm trú trì chùa Viên Minh, xã Quế Lộc, huyện Đông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Sau khi tiếp quản ngôi chùa Viên Minh, thượng tọa đã từng bước vận động trùng tu xây dựng ngôi Phạm Vũ trang nghiêm như ngày nay, đồng thời đã tiếp tăng độ chúng, hướng dẫn tín đồ tu học, có rất nhiều Phật tử tại gia xin quy y nương cầu giáo giới tu học. Cũng tại ngôi già lam này, dưới sự hướng dẫn của cố thượng tọa, nhiều vị có duyên lành với đạo đã phát tâm xuất gia tu học. Có thể nói chùa Viên Minh chính là cái nôi đầu tiên, là thềm thang để hàng tăng ni đệ tử tại địa phương được bước vào đời sống tâm linh, học hỏi giáo lý Phật Đà. Nhiều vị đệ tử xuất gia lần lượt được thượng tọa gửi gắm vào các trú xứ, tự viện ở các tỉnh, thành phố lớn để tu học theo chương trình trung cấp Phật học, cao đẳng và học viện Phật giáo. Thuận thế vô thường, sau thời gian lâm trọng bệnh, thượng tọa đã xả bỏ huyễn thân, trở về cảnh giới Niết Bàn, an tịnh vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2017, nhằm 22 tháng 5 Đinh Dậu tại chùa Viên Minh, xã Quế Lộc, huyện Đông Sơn, tỉnh Quảng Nam, trụ thế 63 năm, Hà Lạp 36 năm. Đại diện cho môn phái Chúc Thánh, Hòa Thượng Thích Hành Niệm đọc điếu văn bày tỏ sự ra đi của thượng tọa. Sau lễ tưởng niệm, Hòa Thượng Thích Như Thọ đã tuyên pháp ngữ, phát ấn, phất trần. Thượng tọa Thích Hành Nhẫn, sám chủ cùng đạo tràng kinh sư, chư tôn đức tăng ni và Phật tử đã trang nghiêm phụng tống kim quan cố thượng tọa Thích Đồng Lý, thăng thượng giá, thẳng hướng đài An Phước Viên, thành phố Đà Nẵng, trà tỳ trong niềm kính tiếc của đông đảo chư tôn đức và đồng bào Phật tử. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 5 âm lịch, 20 tháng 6 2017, lễ thỉnh giác linh tham Phật yết tổ và nghi lễ sái tịnh bảo tháp, tưởng niệm ân sư của môn đồ Pháp Quyến cũng đã diễn ra trang nghiêm thành kính. Ngày 16 tháng 5, chùa Phước Thạnh, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc trang nghiêm tổ chức lễ rốt đồng đúc đại hồng chung nặng 750 kg. Quan lâm chứng minh và chú nguyện có Hòa Thượng Thích Như Thọ, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Đại đức Thích Tịnh Đức, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Thắng Thiện, Ủy viên thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc, chư tôn đức Ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc, chư tăng ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện, cùng đại diện chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử tham dự. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và thành tựu viên mãn dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật và sự chứng minh trì kinh chú nguyện của chư tôn đức trong niềm hoan hỷ của bà con Phật tử và nhân dân địa phương. Đại hồng chung nặng hơn 750 kg, chiều cao 1m7, có họa tiết chạm khắc trang trí hoa văn theo lối chuông cổ truyền thống. Quả chuông có trị giá gần 300 triệu đồng do nhóm nghệ nhân đến từ cơ sở đúc đồng Nguyễn Văn Sở, thành phố Huế chế tác. Được biết,
Kinh phí chế tác đúc đại hồng chung lần này phần lớn do sự phát tâm hỷ cúng của đại diện công ty Đại Hồng Tiến thành phố Đà Nẵng cùng thập phương Phật tử gần xa. Dịp này chùa Phước Thạnh còn tổ chức trai đàn kỳ siêu, giải oan bạc độ, trai tăng cúng dường, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thới, Phật sự viên thành. Tiếp theo chương trình, chùa Quang Minh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh cũng trang nghiêm tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung vào ngày 25 tháng 6. Buổi lễ có sự chứng minh chú nguyện của Thượng tọa Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trụ sự, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam cùng chư tôn đức tăng ni, trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử trong và ngoài huyện về tham dự. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và thành tựu viên mãn dưới sự gia hộ của 10 phương chư Phật và sự chứng minh trì kinh, chú nguyện của chư tôn đức trong niềm hoan hỷ của bà con Phật tử và nhân dân địa phương. Đại hồng chung nặng 500 kg với kinh phí 250 triệu đồng do nhóm nghệ nhân đến từ cơ sở đúc đồng Đắc An, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa chế tác. Trước đó, chùa cũng phát nguyện thiết cúng thí thực âm linh cô hồn, cầu nguyện Phật sự viên thành và đêm văn nghệ tiếng vọng hồng chung do nhóm nghệ sĩ đến từ thành phố Đà Nẵng và Phật tử chùa Quang Minh biểu diễn. Chùa Quang Minh tọa lạc tại xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, được thành lập trước năm 1957. Năm 2008, Đại Đức Thích Đồng Duyên sau khi tốt nghiệp lớp cao đẳng Phật học tại trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh đã phát nguyện về đây hướng dẫn Phật tử tu học. Trải qua gần 10 năm, Đại Đức đã có nhiều hoạt động rất tích cực, góp phần đưa chùa Quang Minh ngày càng phát triển, nổi bật như số lượng tín đồ Phật tử của chùa ngày một đông, xây dựng và nâng cấp các công trình sinh hoạt, tường rào cổng tham quan, hiện tại chùa đang trùng tu lại ngôi chánh điện. Kính thưa quý vị, ngày 8 tháng 7, chùa Long Hoa, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức đã tổ chức khóa tu mùa hè, có hơn 100 thanh thiếu niên Phật tử tham gia tu học trong một ngày. Khóa hè đã tạo điều kiện cho các em nhỏ trong huyện miền núi Hiệp Đức có cơ hội được tham gia cùng nhau tu tập để cảm nhận về đạo Phật gần gũi với cuộc sống hàng ngày, tạo cho các em có niềm tin nhân quả sâu sắc và xác định lý tưởng cho tương lai. Sư cô Thích Nữ Huệ Nghiêm, trụ trì chùa Long Hoa cho biết, khóa tu nhằm xây dựng một môi trường lành mạnh cho thanh thiếu niên được trau dồi đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, biết hướng thượng. Hàng năm, vào mùa hè và dịp lễ Vu Lan, chùa đều cố gắng tổ chức khóa sinh hoạt hè cho các em. Từ đó, rèn cho các em học được những kỹ năng bổ ích. Đó sẽ là những hành trang đầu đời, những bài học bổ ích cho tương lai các em sau này. Khóa tu lần này, mặc dù thời tiết nóng bức, nhưng các bạn trẻ vẫn chăm chú lắng nghe, tinh tấn tu tập theo sự hướng dẫn của quý thầy cô trong ban tổ chức. Thời gian diễn ra khóa tu không dài nhưng các em đã được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích và lý thú qua khóa tu tập đáng nhớ này. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình Phật giáo Quảng Nam QCB số 13. Cảm ơn hệ thống thời trang trẻ FM Style đã đồng hành cùng chương trình này. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình số tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.